Vâng, xin chào tất cả các em đã đến với kênh YouTube của mình nhé. YouTube đi xe đạp xám của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách mà sang đề và sang líp. Sang bộ đề líp này, cách sử dụng của nó như thế nào. Thì theo chia sẻ kinh nghiệm của mình á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tận tình về cái cách sang sử dụng bộ số và líp. Đây, cho tất cả các khách hàng của mình. Đây. Thì xe cơ bản là nó có một bộ sang dĩa là có 3 dĩa. Số 1 2 3. Đó. 1 2 3. Và bên đây là líp. 1 2 3 4 5 6 7. 7 líp. Thì cấu hình cơ bản của con xe này thì là neo núi bình thường thôi, bánh 26. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn đi nhẹ nhàng thì các bạn sử dụng cái bộ tăng đề khi các bạn đạp, đúng không? Khi các bạn đạp á, là các bạn lên xe các bạn đạp bình thường nó sẽ ở cái clip cuối đó, bình thường nó sẽ ở clip cuối này là đang đạp bình thường. Khi các bạn muốn các bạn mà muốn lên đạp nhẹ hơn ấy, thì các bạn tăng lên là cái nút này nhá. Đấy, cái nút này nè, nút tăng đây đó, sẽ bấm lên, bấm lên thì bộ chuyển động nó sẽ lên đó, nó sẽ lên từng lít một đó, nó sẽ lên đó, tăng lên, tăng lên, tăng lên nữa đó. Khi các bạn mà đạp nhẹ chân rồi ấy, nó hết lít rồi ấy. Các bạn mà muốn hạ nó xuống ấy, hạ nó xuống dưới phần dưới ấy, thì các bạn nhẹ xuống cái nút nhẹ trên đây. Đó, cái nút nhẹ đây đây, nhẹ xuống bấm xả xuống. Các bạn xả xuống và khi các bạn xả xuống thì các bạn nhẹ chân thôi. Đấy, các bạn tốc độ và các bạn đang đạp nhanh đúng không? Đó, các bạn đang đạp nhanh mà đang lên dốc nhấn đúng không? Các bạn chỉ cần nhẹ chân xuống này, nhẹ chân thôi, các bạn giống như là cái xe ga đó, các bạn lên ga thì các bạn là phải nhẹ số lại, các bạn qua số thì các bạn phải nhẹ ga đi. Các bạn qua số bạn nhẹ ga giống như thế này. Các bạn qua số các bạn phải nhẹ chân đi. Cái chân mình nhẹ thôi. Các bạn tăng. Đó. À, khi đang đạp nhanh, đang đạp nhanh, nhẹ chân. Bấm lên là đi lên qua một clip, qua một clip, qua một clip. Đó. Đó, còn xuống thì các bạn cũng làm y chang như vậy. Là nó sẽ đỡ bị hại cái bộ sên clip của mình nha. Đó, cơ bản là các bạn làm như vậy. Còn ở trên phía trên là bộ phận sang dĩa. Bộ phận sang dĩa này nè, thì các bạn đi đường trường các bạn tăng lên cái líp. Bây giờ là mình sẽ đi cái dĩa hai là nhiều nhất này đó, thì các bạn đi đường trường các bạn sử dụng cho tất cả các líp cũng được. Còn cái dĩa ba này khi các bạn muốn tốc độ thì mình tăng lên đó, mình tăng lên cái dĩa trên thì đi rất tốc độ nha, tốc độ nó rất là thích, rất là ngon đó. Đấy, thường thường là những cái dĩa to này sẽ dùng với cái clip nhỏ. Còn cái dĩa nhỏ cuối cùng á thì mình sẽ dùng với cái clip to. Nó đơn giản, rất là đơn giản là như vậy. Thì khi mà mình sử dụng như vậy thì cái bộ xích mình nó không bị xéo. À, bây giờ mình đang đi, nếu mà mình đang đi cái dĩa to đi. Nếu mà mình qua cái dĩa mà cái clip nhỏ đi. Đấy, thì cái bộ này nó sẽ căng ra và nó không đúng thông số của nó sẽ xéo qua bên đây. Nó xéo qua thì nó sẽ rất là hại cái clip. Đấy, đối với những cái dòng xe cơ bản như vậy thì rất là hại. Còn những dòng xe chuyên nghiệp thì họ sẽ làm cái clip to và sợi sên nó sẽ đủ độ đàn hồi để cho nó lên được cái clip lớn. Đó, thì cơ bản là mình hướng dẫn cho các bạn như vậy thôi. Là rất là đơn giản. Khi các bạn sử dụng được như vậy rồi ấy là các bạn sẽ hiểu về cái xe mình hơn và cái nó sẽ độ bền xe nó sẽ cao hơn. Đó là đơn giản là vậy thôi. Đó. Và điều nữa là khi các bạn mà lên dốc, các bạn mà qua clip á, các bạn đừng có nhấn chân mà bạn bạn bấm cái clip này mà nhấn chân cái nó qua nó kêu cái kịch 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 á. Đó, kêu cái kịch á. Đó, khi các bạn đạp á, thì nó sẽ rất là nghiến cái clip. Thì các bạn nhẹ chân đi. Khi giống như là mình xe máy á, là mình nhả ga. Mình muốn lên một cái số mình nhả ga mình lên số là xe đạp nó ngược lại như vậy thì độ bền nó sẽ cao hơn. Đó. Đây là cái dòng xe Chevelo sườn nhôm bánh 26. Đấy, cho các bạn học sinh mà hay là những bạn nữ các bạn mới chơi
đạp rất là ổn định. Thì hôm nay mình review cái clip này, mình làm cái clip này để hướng dẫn cho những vị khách mua xe của mình, và cũng là chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với các bạn. Trong những vật tập tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đạp và cách sử dụng thêm vài kỹ thuật về xe nữa. Thì mong các bạn là nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ chia sẻ với mình nữa nhé. Đó.